Alo, chào mngười đến với kênh Cuộc Sống Trên Biển. Và hôm nay mình sẽ làm món gỏi cá mèo nha mọi người. Giờ đây mình sẽ đánh giải xong rồi mình sẽ lạng nó ra. Để lại nước ở đây. Rồi rửa xong rồi bây giờ đánh giải nó ra. Món này nó lạ lắm, hồi trước mình đi ra lưu động á, anh em mới làm đầu tiên ăn thấy ngon, giờ làm ăn thử đi, giống khẩu vị của anh em không? Đánh cái dãy con cá ở đây nó hơi khó xíu. Rồi sau khi đã đánh dãy và cắt bỏ đầu để chuẩn bị, mình sẽ lặn lấy cái thịt nó ra nha. Thì bây giờ tới cái khâu là mình sẽ lặn cá ra. Đây để chạp nữa mình sẽ sắc ra nữa. Rồi xong một hồi cắt, giờ dưới cá ra xong. Đây đây ba, cá đây thì ở ngoài biển đưa vào chứ không phải là đánh bắt trực tiếp, cho nên độ tươi thì chắc chắn thì nó không bằng ở ngoài biển rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt, cắt dọc dài đi, đó, dài dài này. Đây cái con cũ để nó tặng dòng luôn ấy. Nó giờ đây cho nó đỡ cái hộp chanh lại nha bà con. Thank you.
Rồi cái đây mình sẽ để một chút xíu cho nó chín nha mọi người, nó càng chín ăn nó càng ăn toàn hơn. Đó, thấy nó tái không mọi người, thấy nó tái lại chưa. Cái đây càng ăn có rau, càng rau nhiều là càng ngon nha bà con. Giờ mình sẽ vắt nước nó cho nó khô. Thì vắt nước xong bây giờ nó khô rồi nè. À, bây giờ mình sẽ bỏ muối đường bột ngọt. Vậy thôi. Xíu tiêu thôi cho nó thơm thơm thôi, có ớt rồi. Đây nếu không có bột nêm thì họ có gói nêm thì tôm cũng ngon. Cái hành tây đâu nãy giờ để tủ lạnh nè. Ừ, nó đỡ hàng. Có đá thì bỏ đá trực tiếp vô rồi. Đây. Đó. Trái đi.
Rồi bây giờ tiếp công đoạn làm mắm chua ngọt thôi. Rồi xong, nghĩa là dưa gỏi đã hoàn thành rồi. Bây giờ sẽ thử nó ngon không nha bà con. Rồi bây giờ sẽ nhắm thử, mời mọi người ăn với mình luôn nha. Rồi, mời bà con nha. Cảm ơn thử đi. Ngon rồi. Đây nước trắng chứ không phải rượu nha bà con, mình không biết uống rượu. Ăn cái nữa kìa. Ăn ấy. Ăn không? Đây nó hơi chua chua, ngọt ngọt có vị cá và có rau nó thơm nữa. Cái đầu phận con ở ngoài biển là nhờ cá đầu phộng á. Cá ngọt ngọt. Cảm ơn bà con đã theo dõi video, hẹn bà con video lần sau.